Ngọc Hương và anh Huy xin chào quý vị khán giả đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Huy ơi, sắp đến ngày rằm rồi. Ngọc Hương nghĩ á, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng mời quý vị khán giả đến với một món ăn chay. Đúng rồi đó Ngọc Hương, càng ngày em càng giỏi ra đó nha. Món nào mà anh Huy chuẩn bị nấu là em đoán được ý nghĩ của anh. Anh Huy sẽ nấu một món chay để chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức vào các ngày rằm sắp tới. Ngọc Hương có thể đoán được món của anh Huy sau khi anh đọc xong ba câu này. Anh Huy đọc đi. Tháng chạp là tháng trồng khoai, tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng gà. Đậu, khoai, gà. Mà là món gì? Nếu mà nói như vậy chung chung em đâu có biết đâu. Anh kết hợp vừa đậu mà vừa gà luôn nè. Đậu là đậu nanh, người ta làm ra đậu hũ. Anh Huy gà, cà chua, anh đã chuẩn bị sẵn ở đây. Vậy là món trong ngày hôm nay là có đậu hũ với cà chua. Mà tên món ăn là cái gì mới là quan trọng chứ. Kính thưa quý vị, món của chương trình ngày hôm nay có tên gọi là cà chua, nhồi, đậu hũ. Để chế biến món này thì chúng ta cần có một số nguyên liệu và gia vị sau: cà chua chín đỏ 5 trái, đậu hũ 1 miếng, nấm hương 2 tay, nấm mèo 2 tay, một ít bún tàu, hành bô rô, cà rốt sắc sợi, cà chua cô đặc, màu dầu điều, bột bắp, củ năng chúng ta cắt hạt lựu nhuyễn như thế này, nước dừa, một số gia vị thông dụng, nước tương đậu nành Lisa và bột ngọt Ajinomoto. Nay mình bắt tay vô việc. Thứ nhất là hành bô rô, anh Duy sẽ cắt nhỏ và phi thơm lên. Phần nấm hương này anh Huy sẽ sắc nhỏ ra. Đây, tương tự anh Huy cũng sẽ cắt nấm mèo từng sợi nhuyễn như thế. Đây, cả nấm mèo và nấm hương luôn Ngọc Hương à. Huy sẽ cho một ít tiêu vô nha, dùng đũa trộn đều. Bún tàu anh Huy đã ngâm cho nó mềm rồi, bây giờ anh sẽ sắc ngắn lại một chút xíu. Kính thưa quý vị, phần đậu hũ này chúng ta sẽ vắt thật là ráo nước để chúng ta làm nhân cho nó dễ. Ủa sao mình phải vắt thật là ráo hả anh Huy? Ngọc Hương biết không, khi mà chúng ta vắt ráo nước thì trộn nhân vô, nhân sẽ được dai. Còn nếu mà còn cái nước đó thì nhân sẽ không có được dai như ý muốn của mình. Đây, phần đậu hũ anh Huy đã vắt ráo nước rồi. Tương tự Ngọc Hương thấy không, củ năng anh sau khi bầm nhuyễn anh cũng đã vắt ráo toàn bộ nước nè. Phần cà chua này anh sẽ sử dụng một trái cà chua, chúng ta sẽ băm nhuyễn. Anh Huy sẽ giao phần phi thơm hành bô rô cho Ngọc Hương lo. Huy cho một ít dầu vô nha. Dạ. Em bỏ hết nha. Rồi, được rồi đó bé Hương ơi, anh nghĩ là được rồi. Và anh sẽ cho ra một cái chén. Phần cà chua này anh Huy sẽ cắt ra làm đôi. Để nhồi nhân thì Ngọc Hương cần phải móc cái ruột bỏ. Đây, để em phụ anh Huy cho. Đây, anh sẽ tận dụng lại cái phần ruột này. Dạ. Chúng ta bỏ bớt một ít hạt đi. Rồi phần còn lại chúng ta sẽ bầm nhuyễn luôn để làm sốt ha. Dạ. Cho lại một chút xíu hành bô rô phi. Rồi, anh cho toàn bộ hỗn hợp nấm nè, cà rốt, củ năng và cả bún tàu nữa. Rồi, để cho thơm anh Huy nêm tiêu nè, ít đường nè, Ajinomoto nè, chút xíu muối. Vậy là được rồi đó, anh Huy cho ra cái chén nha. Rồi tiếp theo anh Huy sẽ tán pha cà hũ này nãy ra ha. Dạ. Anh Huy sẽ nêm tiêu, muối, đường, Ajinomoto, một ít bột bắp, rồi hành bô rô phi. Và đặc biệt là anh Huy phải tán cho nó dẻo. Và bây giờ thì nhân nó cũng nguội rồi, anh Huy cho chung vô luôn, tán đều vô. Tiếp theo Hương rắc đều bột bắp lên hết phần cà chua này cho anh Huy, để cho cái nhân khi mà nhồi vào thì nó được dính chặt vào cái cà chua, nó không bị rời ra một bên. Rồi xong rồi nè anh Huy ơi. Rồi cảm ơn Ngọc Hương. Anh Huy sẽ cho phần nhân vô, cho dầu vô. Sau đó anh Huy sẽ chiên gà bằng cách là chúng ta úp phần nhân này xuống. Anh Huy nè, trong khi mà anh sơ chế phần cà chua em thấy anh vẫn giữ lại cái cuốn. Không lẽ là mình chiên chỉ có một mặt thôi hả anh? Đúng rồi, tức là anh sẽ giữ lại một cái mặt để trang trí cho đẹp. Dạ. Chúng ta sẽ kiểm tra nếu mà cái mặt vàng này vàng như thế này là được rồi Ngọc Hương. Dạ. Công đoạn cuối cùng là chúng ta sẽ làm sốt. Cho dầu với hành bô rô vô. Đó, dầu nóng rồi, anh sẽ cho cà chua vô anh xào. Anh Huy sẽ cho cà chua cô đặc vô luôn để xào chung. Và để màu sắc được đẹp mắt thì chắc chắn anh Huy sẽ cho thêm một ít màu dầu điều. Chúng ta sẽ nêm muối nè. Muối, có muối.
Đường nè, có đường luôn, chắc chắn là có Ajinomoto rồi. Và cả nước tương Lisa nữa nè Ngọc Hương. Dạ. Đối với một số món chay thì chúng ta sẽ lấy nước dừa tươi thay thế cho nước dùng. Đây, ta sẽ cho nước dừa tươi vô. Phần tiếp theo là chúng ta cho cà chua đã chiên lúc nãy vô. Và để cho món này ngon hơn thì trước hết anh Huy gấp cái cà này ra một cái dĩa để riêng nha. Anh sẽ có một ít bột bắp khuấy loãng ra như thế này và cho vô đảo đều tay. Như vậy là được rồi đó. Anh chế một ít sốt lên nha. Đây, sốt đi bao quanh. Anh Huy ơi, xong hết rồi. Bây giờ thì chỉ còn một khâu quan trọng nhất. Có sẵn luôn nè. Này ạ. Cảm ơn anh Huy nha. Vị chua chua ngọt ngọt nè. Nhân thì rất là dai, thơm thoang thoảng mùi nước tương đậu nành Lisa nữa. Món này em bảo đảm là ngày rằm hay là 30, mùng 1 gì đó, và đặc biệt là ngày cuối tuần chúng ta sẽ thưởng thức món này. Tuyệt vời đó anh Huy. Chúc quý vị khán giả sẽ thành công và ngon miệng với món ăn này. Chia sẻ với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, quý vị hãy viết thư về hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061 882 6188. Ngọc Hương và anh Huy xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.